Lên chùa lễ Phật. Lên chùa lễ Phật làm chi? Lễ rồi Phật có độ trì hay không? Thế nào là lễ viễn vong? Thế nào là tạo phước hồng an vui? Lên chùa là lễ Phật ân, vì Ngài là bậc chánh chân thiện lành. Lễ rồi thiện nghiệp phát sinh, độ trì là tạo phước lành từ tâm. Tà tâm là lễ viễn vong, làm điều vô phước lại mong quả lành. Chánh tâm thì phước mới sanh, chắp tay lễ Phật, phước lành an vui. Phước lành là bởi lòng lành, tâm thành kính tạo phước lành vô biên. Thiện tâm lấy trí làm duyên, tụng kinh nghe pháp hành thiền tu tâm. Mong cho đoạn hết lỗi lầm, mong cho thiện nghiệp nảy mầm an vui. Phước lành đã tạo được rồi, nguyện cầu giải thoát lại cầu độ tha. Mong cho hết thảy ông bà, người đã quá vãng thiết tha phước lành. Mong cho tất cả chúng sanh tùy hỷ công đức phước lành tạo ra. Lên chùa lễ Phật hương hoa, hương là giới hạnh, hoa là tịnh tâm. Lễ là thành kính ân thâm, Phật là ruộng phước thế nhân phụng thờ. Từ xưa cho đến bây giờ, thế nhân lễ Phật mong chờ được ban. Cầu siêu cho đến cầu an, chánh tâm là phước, Phật ban thiện lành. Lên chùa lễ Phật thực hành, những lời Phật dạy thực hành tu tâm. Thế gian còn lắm lỗi lầm, lắng nghe Phật pháp lỗi lầm nhẹ đi. Thế gian còn lắm sầu bi, tu tâm giải thoát vô vi hết sầu. Cửa chùa. Cửa chùa rộng mở cửa từ bi, cửa chùa tu tập pháp chánh tri, cửa chùa thanh tịnh xa trần thế, cửa chùa không tạo pháp lầm mê. Vào chùa học đạo pháp tu tâm, vào chùa buông xả những mê lầm, vào chùa tu tập tầm công đức, vào chùa tâm thức mở dần khai, vào chùa học đạo pháp Như Lai. Mong cho tránh khỏi nạn tai ở đời, mong cho phiền não sớm vơi, mong cho trí sáng tâm thời tịnh thanh, mong cho trí tuệ viên thành, mong cho giải thoát tự sanh luân hồi. Chùa làng. Chùa làng ở cạnh làng tôi, ngày rằm mồng một làng tôi lễ chùa. Vào chùa bỏ hết hơn thua, làng tôi lễ Phật yêu chùa kính sư. Lên chùa thanh tịnh tâm tư, trang nghiêm cõi Phật tâm từ bao la. Không phân cao thấp gần xa, đều là con Phật hiền hòa an vui. Chắp tay đảnh lễ Phật rồi, phước lành cung kính con thời nguyện cho. Dân an quốc thái ấm no, thanh bình thế giới nguyện cho thanh bình. Chúng sinh hết thảy hữu tình, an vui hạnh phúc như mình an vui. Nguyện cho con được an lành, đời này tạo phước để dành đời sau. Nguyện cho nghiệp ác qua mau, phước lành sớm trổ trước sau an lành. Nguyện cho phước thiện đã hành, tam quy ngũ giới cúng dường tri ân. Thân nhân quá vãng siêu sanh, người còn hiện tại tâm thành. Kính tinh tam bảo thiện lành an vui, ngày rằm mồng một vung bồi. Tích thêm công đức làng tôi lễ chùa. Lễ Phật. Lễ Phật là lễ thiện tâm, vì tâm của Phật là tâm thiện lành. Lễ Phật là lễ vô sanh,
vì Phật giải thoát tự sinh luân hồi. Lễ Phật là lễ chánh tri, vì Phật giác ngộ đường đi niết bàn. Lễ Phật là lễ vô tham, tham là gốc khổ, nguyện làm cho vơi. Lễ Phật là lễ vô sân, sân là tội lỗi, nguyện dần bỏ đi. Lễ Phật là lễ vô si, mong cầu trí tuệ, chánh tri với mình. Lễ Phật mong thoát tự sinh, nguyện theo chánh pháp, vô minh dứt trừ.